Nay 19 tháng 12 năm 2018 mình tiếp nhận cái ca viêm xoang mũi dị ứng này tương đối là nặng. Cái phác đồ điều trị tôi trung thành cái phác đồ này được 1 năm nay nhỉ, kết quả rất là tốt. Bệnh nhân xoang cơ rút rất là nhiều, nhưng còn yêu cầu bệnh nhân kiên trì một chút. Ở dưới chân tôi có làm 2 vệt phong long. Phác đồ cũ ngày trước thì tôi có nghiên cứu quang nguyên khí hải ở bụng và thuốc tâm lý, tôi thấy các bệnh nhân đỡ chậm và nó không duy trì được lâu, tôi không còn dùng nữa. Nên tôi vẫn tôn trọng 2 huyệt hợp cốc và những huyệt ở vùng mặt là chính. Vâng, bác về nhé. Có đau lắm không anh? Anh bị cái mũi này bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Cái lần đầu tiên không đỡ mấy nhỉ? Lần đầu lần thứ hai bắt đầu thấy đỡ rồi đúng không? Bây giờ nó đỡ được cái gì rồi? Lần thứ hai à, đỡ hắt hơi, đỡ hắt hơi lạnh, đi lạnh cũng không sợ, không bị hắt hơi. Ngon lành nhỉ, cố gắng lên nhá. Người yêu cũng học y học cổ truyền cho nên là mình cũng sốt ruột lắm. Chỗ thần quyên giới thiệu là muốn ăn mấy căng nhá. Đấy, nói vậy thôi chứ ai như ai hết, chúng ta làm sao phấn đấu cho nó khỏi. Nhưng quan trọng là phải cảm ơn anh cái sự kiên trì. Đúng đến ngày cái chị mà anh đến được là cái đấy là tuân thủ đúng thì nó mới chứng minh được rằng thầy thuốc mới là người làm chuẩn. Anh em nằm nghỉ thêm mấy vài phút nữa thì xong ta dậy. Hôm nay tương đối là đông. Hôm nay thứ mấy anh? Thứ tư rồi. Hôm nay thứ tư. Này muộn. 19. Hôm nay bắt đầu thấy đói.